Tiếp theo về độ tuổi, đến người trẻ, họa tiết tươi trẻ, rực rỡ với màu sắc nổi bật sẽ phù hợp hơn. Đến người trung niên, họa tiết nhẹ nhàng, tinh tế với màu sắc nhã nhặn sẽ tô lên vẻ quý phái, sang trọng. Về chất liệu vải, đến vải lụa, satin, mềm mại, bóng bẩy và phù hợp với họa tiết tinh tế. Đến vải voan, chiffon, nhẹ nhàng, bay bổng, phù hợp với họa tiết nhẹ nhàng và không quá cầu kỳ. Về phụ kiện kèm theo, đến hãy lựa chọn phụ kiện đơn giản nếu áo dài có họa tiết phức tạp, để tránh tạo cảm giác rối mắt. Những lưu ý trên sẽ giúp bạn chọn được chiếc áo dài có họa tiết phù hợp, tôn lên vẻ đẹp và phong cách riêng của mình. Video đến đây là hết rồi, cùng theo dõi kênh để xem thêm nhiều mẫu khác nhé.